mời các bạn cùng xem ha.
khu vực phần ở trên sát đường mình đã dọn dẹp xong, còn phần kế bên ngày mai mình làm. Những cây này thì mình không có chặt để cho mát. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo ha. Mình dọn kế bên trong cái khu vực này, các bạn dọn rạp này. Rồi xin phép mình ngừng video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn ha.